Phương Nga của Đài truyền hình SBTN Texas xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong tháng 4 của năm 2018 và kể từ năm 1975 cho đến nay thì đã được 43 năm. Và vào cái thời điểm mà 1975 thì Cộng sản lúc nào cũng rêu rao là đánh cho Ngụy Cúc và Mỹ nhào. Thế nhưng mà sau đó thì cái tình hình chính trị, ngoại giao, quốc tế cũng như là cái khu vực ở Biển Đông nó có thay đổi. Vì vậy cho nên cái việc mà muốn bang giao với lại Hoa Kỳ coi như là cái điều mà sống còn của Đảng Cộng sản. Thế nhưng mà cho tới 20 năm sau, vào cái ngày 11 tháng 7 năm 1995, thì Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Võ Văn Kiệt lúc ấy mới thiết lập một cái quan hệ ngoại giao của hai nước. Và nước Mỹ trở thành coi như là cái cột trụ nương tựa đối với cả Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái điều đó thấy rất rõ ràng trong thế kỷ thứ 21 này. Và hôm nay trong chương trình câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam thì chúng ta sẽ ôn lại những cái sự kiện đáng ghi nhớ của tháng 4 năm 1975 để trả lời cho câu hỏi tại sao miền Nam lại sụp đổ nhanh chóng như vậy. Và như vậy, đối với nước Mỹ thì đã đóng một vai trò quan trọng là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, để 20 năm sau thì trở thành đồng minh của Việt Nam Cộng sản. Như vậy thì tại sao? Và cái câu hỏi này sẽ được anh Phan Nhật Nam, là nhà văn quân đội, sẽ trả lời. Và trước tiên thì Thu Nga xin được chào anh Phan Nhật Nam. Vâng, xin chào quý khán giả đài SBTN và xin chào cô Thu Nga. Dạ thưa anh, thì chúng ta đang ở vào trong tháng 4 của năm 2018 và có một cái tên mà người Việt của chúng ta đã gọi đó là tháng 4 đen. Thì xin anh cho biết những cái diễn biến như thế nào để đưa đến cái cảnh mà mất miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, và thành phần nào thì bị ảnh hưởng nhiều nhất, và đối với anh là một người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và anh cũng đã viết rất là nhiều cuốn sách liên quan đến chiến tranh Việt Nam, thì anh có thể nào cho biết nguyên nhân lịch sử đưa đến cái cảnh sụp đổ của miền Nam hay không? Xin mời anh. Bây giờ là đúng, chúng ta đang ở tháng 4 năm 2018, là 43 năm sau năm 1975. Nhưng mà chắc chắn cái câu hỏi của tất cả những người có liên quan đến trong cuộc sống của miền Nam cũng như hôm nay, ngày trước như hôm nay đều hỏi là sao thể mà nhanh chóng đến như vậy. Là ngày 10 tháng 3 năm 1975 là nổ mặt trận 30 thuộc, đến ngày 30 tháng 4 75 chỉ có 55 ngày là mất hẳn cả miền Nam, một cái cục diện nó toàn bộ Đông Nam Á như Biển Đông nó hoàn toàn thay đổi. Nó càng thay đổi hơn nữa trong những ngày hôm nay. Thì thưa với quý khán giả, thưa cô Thu Nga, chúng ta không phải là cứ bám chặt lên những cái chuyện ngày trước để mà có một sự như là phân bua, như có một sự là đổ lỗi. Không, chúng tôi không làm cái công việc đó. Nhưng mà để chúng tôi ngày hôm nay, 43 năm sau của năm 1975 trả lại lời với câu hỏi, coi những cái chứng cứ lịch sử của 43 năm trước và xa hơn chút nữa nếu có thể, để tìm ra câu hỏi là tại sao có thể sụp đổ nhanh chóng như vậy. Hơn thế nữa, chính chúng tôi là những cái thành phần quân dân cán chính và gia đình, là cả triệu người miền Nam là cái đối tượng đầu tiên và chịu cái sức công phá nặng nề nhất của ngày 30 tháng 4 75. Cho nên cái câu hỏi đó cũng là chính câu hỏi của chúng tôi. Thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, chúng ta sẽ căn cứ trên lịch sử, vì chắc chắn là lịch sử là những cái điều mà không có ai có thể sửa đổi được hết. Và từ lịch sử chúng ta có thể học được bài học, bài học để hỏi chuyện của quá khứ và để hỏi chuyện của tương lai. Nhưng mà vì hôm nay thời lượng không có cho phép thì chúng ta chỉ tập trung vào những cái vấn đề liên quan đến quân sự và chính trị mà trực tiếp có liên quan đến cái vận mệnh Việt Nam mà thôi, và liên quan đến cái vận mệnh của miền Nam Việt Nam mà chúng ta đang hôm nay đang đề cập. Dạ, thưa anh, thì cái sự kết thúc của miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 75 có rất nhiều yếu tố về quân sự lẫn chính trị và cũng liên quan đến nhiều nhân vật lắm. Thì cho tới bây giờ hầu như ai cũng biết rằng cái cuộc chiến của Việt Nam sụp đổ về cái bàn cờ chính trị.
tại Washington DC cũng như là những phe phái của những cái quốc gia có liên quan khác. Và xin anh cho biết những cái yếu tố chính về cái lời nhận xét này như thế nào ạ? Và cũng cho vài cái thí dụ điển hình liên quan. Vì chúng ta đang nói về kiện của ngày 30 tháng 4 75 cho nên tôi chỉ tập trung và chú ý đến các sự kiện của tháng 12 năm 74. Lẽ tất nhiên ở phía trước đó nó có nhiều, rất nhiều sự kiện từ 45 năm 4 nếu chúng ta có thời giờ. Nhưng mà vì thời giờ không cho phép, chúng ta chỉ tập trung sự kiện của tháng 12 74 để cho nó gần với 30 tháng 4 75, và có thể nếu xa hơn chút nữa là đến 1971. Thì thưa, bắt đầu câu chuyện là nó ở một nơi mà tưởng rằng là không có liên quan gì đến với lại Việt Nam hết. Nó liên quan đến những người Nga mà gốc người Do Thái ở bên lúc ấy đang còn là Liên Xô. Thì vì trong cái khoảng thời gian mà trước 70, 71, 72 thì lúc ấy ông Kissinger là cố vấn về an ninh cho Tổng thống Nixon đã có một cái hứa hẹn với người Nga, với Liên Xô, với người Nga ở Liên Xô rằng là chúng tôi sẽ vận động để cho các để nước Nga được Liên Xô được hưởng cái quy chế tối vệ quốc. Để làm gì? Để vực cái nền kinh tế của nước của Liên Xô, và sau mấy mươi năm xây dựng xã hội chủ nghĩa nó đã đi đến cái sự sụp đổ, mà đi đến sự sụp đổ rất rõ nhất là sau này chúng ta đã thấy trong 1990. Thế bây giờ trở lại những cái thập niên 70, 71, 72 đó, thì cái vận động của ông Kissinger thì đáp lại thì ông lúc ấy là lãnh tụ của Liên Xô là ông Brezhnev. Ông Brezhnev lại có một cái cũng hứa hẹn á, nếu ông vận động cho chúng tôi vào liên về tổ được hưởng quy chế tối hội quốc thì chúng tôi sẽ áp lực với Hà Nội để làm gì, để ngăn Hà Nội bớt cái sự tấn công của miền Nam. Rồi cho nên đây là những cái hứa hẹn của trong những cái thập niên 70, 71, 72. Cho qua đến 1972, khi đó ông Kissinger đã biến thành là làm ngoại trưởng, thì ông vận động với quốc hội là để mà thông qua cái dự luật về quy chế tối hội quốc cho Liên Xô. Thì cái dự luật này đưa ra quốc hội thì được thi hành vào ngày 3 tháng Giêng 1975. Cái việc này chúng ta sẽ nói về cái hậu quả nó sau. Nhưng lúc ấy thì có một ông thượng nghị sĩ, tức là ông Henry Wrexham. Ông này thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang, ở là đơn vị là tiểu bang Washington, có thủ đô là Seattle, Tacoma. Thành thứ ông Jackson này là muốn ép vô lại cái dự luật mà cho nước Nga, nước Liên Xô được tổ hội quốc. Một cái điều khoản nữa, một cái tu chính án gọi là tu chính án Jackson. Tu chính án này gọi là Van Dyck Jackson. Tu chính án này có một cái mục đích là cụ thể hóa cái lời hứa của Brezhnev đối với những thành phần mà người Nga mà gốc Do Thái, cho người ta dễ dàng đi qua Mỹ. Và cái điều này đã được hiện thực trong những cái năm sau. Nhưng mà tuy rằng là cái dự án Van Dyck Jackson dự luật được thông qua, nhưng mà sau đó thì người Nga có một điều, người Liên Xô, ở Liên Xô có một cái sự như là trả thù. Người ta trả thù như thế nào? Thế đó là những cái vấn đề sẽ liên quan đến với lại tình hình của chiến tranh Việt Nam, và chúng tôi sẽ trả lời trong những cái câu hỏi tiếp. Dạ. Tức là cái chuyện này chuyện ở xảy ra ở bên Liên Xô, tuy nhiên nó dội lại ở phía Việt Nam sau cái chung quanh cái tu chính án của Van Dyck Jackson, mà đã được thông qua trong cái ngày 3 tháng Giêng 1975. Dạ, và cũng cái việc mà liên quan đến Nga nhiều hơn á, thì anh sẽ nói về cái đoạn sau. Nhưng mà quay trở lại về cái thời của Mỹ đó, cái thời gian đó đó, thì ở Mỹ có nhiều đảng phái chính trị lắm, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng chỉ có hai đảng phái lớn, đó là đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ mà thôi. Và trong cái tình hình mà cuộc chiến miền Nam, thì đó là một cái cuộc chiến tự vệ chính đáng chống lại Việt Cộng từ phương Bắc. Và lúc ấy thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có ảnh hưởng như thế nào đối với chiến tranh Việt Nam hay không, thưa anh?
Dạ thưa cô Thu Nga và thưa quý vị, là tất nhiên chúng ta bây giờ đang ở Mỹ, nhưng mà chúng ta đã biết rằng chính sách của Mỹ, chính sách của chính phủ Mỹ luôn luôn là tùy thuộc vào sự quyết định của Quốc hội từ hai cái chính đảng Dân chủ và Cộng hòa. Thôi bây giờ tôi trở lại cái câu hỏi và cái sự kiện của cái tu chính án Van Dyck Jackson và cái dự luật mà cho người Nga mà gốc Do Thái được đi vào Mỹ một cách dễ dàng. Như tôi đã trả lời câu hỏi đầu với cô, là ngày 3 tháng Giêng năm 1975 là cái dự luật mà cho Liên Xô trở thành tổ hợp quốc được thông qua kèm với cái tu chính án Van Dyck Jackson. Tuy nhiên người Nga lại đòi hỏi hơn nữa. Người ta bảo rằng cái quốc hội Mỹ này có vẻ tham dự vào ở trong nội tình nước Nga. Đây là cái sự kiện mà chúng ta đã thấy trong suốt trong những cái năm hôm nay, là đặt ra vấn đề người Nga đã tham dự, đã có những cái tác động, những tạo ảnh hưởng ở trong cuộc bầu cử của ông Trump từ 2016, mà hai năm đây cứ nói đi nói lại mà mãi rằng đến giờ này chẳng có. Để tất nhiên cái chuyện mà người Nga chịu tạo tác động vào trong chính trường Mỹ là cái chuyện tất nhiên, còn cái chuyện mà bầu cử thì rõ ràng là hai năm qua là không đi đến đâu. Tôi trở lại cái chuyện của năm 1975, tuy rằng cái dự luật cho Liên Xô vào Tổ hợp quốc và cái tu chính án Van Dyck Jackson đã được thi hành, nhưng người Nga lại bảo rằng người Mỹ như vậy là quốc hội Mỹ đã quá lấn sâu vào trong nội tình của Liên Xô, cho nên có con sự trả thù. Sự trả thù đó là có một cái nhân sự, đó là ông tướng Kulikov. Cái ông này á, ông đã có mặt, ông có đến Hà Nội tháng 12-74, tôi xin nhấn mạnh lại cái thời điểm tháng 12-74. Thì ông tới đó là cái nguyên tắc để tham dự cái buổi đại hội 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản của Hà Nội. Tuy nhiên, cái việc chính mà ông Kulikov có mặt ở Hà Nội trong tháng 12 năm 1974 là có một điều gì? Là ông muốn nói rằng là qua nhiều tin tức thì ông biết rằng là nhất là qua Ngoại trưởng Kissinger có những cái đường dây mật như thế nào đó. Và còn cái đường dây mật đó nó còn nằm ở một chỗ ở ngoài Bắc Kinh, đó là câu hỏi sau. Nhưng nội dung mà ông Kulikov nói cùng với lại Hà Nội rằng lúc ấy là tháng 12-74, tôi xin lặp lại, là bảo rằng là quốc hội Mỹ sẽ không có viện trợ, cung viện cho Việt Nam nữa, cho nên các ông cứ đánh đi. Và muốn đánh thì lại tất nhiên chúng tôi sẽ giúp sức, và chúng tôi sẽ giúp sức quốc sắc hết sức là đầy đủ và phong phú nhiều hơn để các ông đánh miền Nam. Vì sao? Quốc hội Mỹ đã qua nhiều đường dây mật của nhiều phía. Ông Kulikov đã nói cùng với Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam rằng các ông cứ tiếp tục và đẩy mạnh cái chiến dịch tấn công miền Nam, bởi vì quốc hội Mỹ đã có quyết định không giúp cho miền Nam nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là tháng 12-74. Và đấy chính là cái thông điệp chính mà ông Kulikov đã có nói cùng với Bộ Chính trị Hà Nội. Dạ, cảm ơn anh. Và sau khi mà cưỡng chiếm được miền Nam rồi đó, thì sau này đó thì ở trên lăng mộ của Lê Duẩn có câu là ta đánh cho Mỹ là đánh cho Nga, Xô và Trung Quốc. Vậy thì Trung Quốc thì chúng ta nói sau, nhưng mà mời anh nói về việc Nga, Xô đã can dự vào cái cuộc chiến Việt Nam, đã ảnh hưởng vào cái sự giúp đỡ này như thế nào để cho Cộng sản phương Bắc có thể chiếm được miền Nam như thế. Vâng, thì chúng ta không phải là nói chuyện tuyên truyền, nhưng mà bây giờ ở trên cái mùa ông Lê Dũng có cái câu đó rõ ràng và rõ là một cái chiến lược, ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, cho đánh cho Liên Xô. Thôi bây giờ cái chuyện đánh cho Trung Quốc chúng ta sẽ nói ở những cái câu hỏi tiếp. Bây giờ đánh cho Liên Xô thì Liên Xô cho cái gì? Thì đó là tôi xin lặp lại, sau cái lời truyền giao cái tin mật, mật thật ra thật thì chả mật gì hết, nhưng mà chắc chắn rằng là quốc hội Mỹ qua Kissinger nói cùng với Brezhnev, nói cùng với
người Cộng sản Liên Xô rằng là quốc hội Mỹ không có chắc chắn là cắt cái viện trợ quân Việt đối với Việt Nam Cộng Hòa, cho nên các ông cứ đánh đi. Và riêng về Liên Xô lại tăng cái viện trợ đến 4 lần, tôi xin lặp lại, tăng quân Việt đến 4 lần. Trong khi đó mở ngoặc đơn, nếu trong cuốn Final Collection của ông Đại tướng Cao Văn Viên, thì ông tính với là ông Tổng tham mưu trưởng, mà cuối cùng ông Trung tướng Đồng Văn Khuyên là tham mưu trưởng qua về tiếp vận. Thì ông Đồng Văn Khuyên đã cho Đại tướng Cao Văn Viên một số liệu rất chính xác. Cứ diễn tiến này, diễn tiến của quân Việt mà từ 2 tỷ trong năm 1975 rồi xuống đến 1 tỷ 7 rồi đến tỷ 2 rồi cuối cùng chỉ còn 700 triệu, mà 700 triệu hình đến những cái tài khoản của năm 1975 cũng không có nữa, thì đảng không qua như là không còn, không cần phải đánh nhau ở năm 1975. Thế bây giờ trở lại cái và máy bay thì coi như là đình độc đến hơn 50%. Ngày trước 72, trong trận chiến mùa hè 1972, tại sao quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có những cái kỳ tích lừng lẫy như vậy? Tại vì ngày hôm ấy, trước khi đánh vào một mục tiêu, chúng tôi có cái pháo đội 10 tràng, một pháo đội lên 6 khẩu súng 105, 10 tràng là bắn 6 viên đạn, là 60 viên đạn. Còn bây giờ sau 1973, và trong cái diễn tiến của quân Việt, của quốc hội Mỹ đã cắt, thì mỗi ngày, mỗi khẩu súng 105 chỉ có bắn được 4 viên đạn mà thôi. Bây giờ trở lại cái chuyện Kulikov hứa hẹn và đoán chắc về Hà Nội như vậy, tăng 4 phần, 4 cái lần cái quân Việt. Hơn nữa, người ta đặt ở trong cái căn cứ ở Plesetsk, ở bên Nga, ở bên Liên Xô, những cái vệ tinh nó có một cái độ để nghiêng về phía châu Á, Thái Bình Dương, và rõ ràng nhất đó là những cái vệ tinh quân sự bao trùm tất cả miền Nam. Thế với cái, những cái vệ tinh mà đặt ở căn cứ Plesetsk đó, tất cả hoạt động quân sự của miền Nam đã được ghi nhận, từng xe, từng các vị trí pháo, cũng như là sự phối trí của pháo binh, của chiến xa và các cái đơn vị của miền Nam. Cho nên thưa với tất cả với cô Thương Nga và thưa quý vị, tôi trở lại cái câu hỏi này là trên lăng mộ của Lê Dũng có câu đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Thế bây giờ có đánh cho Liên Xô không? Đúng thật, đánh cho Liên Xô và đánh bằng vũ khí và tài và tất cả cái khí cụ của Liên Xô đã tăng lên đến 4 lần. Thì tất cả những cái điều mà tôi vừa trình bày với cô, thì là cái tất cả cái diễn tiến của ông Kulikov nói với Hà Nội và cái diễn tiến mà tăng cường yểm trợ cho Hà Nội đến 4 lần và các cái vệ tinh ở căn cứ Plesetsk đã bao trùm hết cả khu vực của miền Nam, của Việt Nam, của Đông Dương. Thì tất cả cái điều đó, người Mỹ ở Sài Gòn, lúc ấy là ông Lehman, là coi như là quyền đại sứ, ông đã có một cái báo cáo rất là đầy đủ về cái âm, không phải âm mưu nữa, về cái dự định đang tiến hành là đánh chiếm miền Nam bằng võ lực, và ông đã có một công điện mật gửi về Washington. Tuy nhiên, để kết thúc cái câu hỏi này, là cái công điện của ông Lehman đưa về trong cuối năm 1974 để báo động cuộc tấn công sẽ diễn ra qua chiến dịch 275 mà bắt đầu 75 ở 30 tuổi. Tất cả sự báo động đó của ông Lehman đã gửi về Hoa Tiền Đố, và Hoa Tiền Đố không có một tiếng trả lời nào hết. Dạ, dạ vâng, cảm ơn anh. Và cái câu chuyện mà trên cái ngôi mộ của Lê Duẩn có ghi là ta đánh cho Mỹ là đánh cho Nga Xô và Trung Quốc, thì chắc chắn rằng sẽ còn cái nhiều cái điểm yếu tố nữa mà cũng có liên quan đến Trung Cộng nữa. Nhưng mà cái phần này thì chúng ta sẽ nói, sẽ chờ đến phần sau. Và cảm ơn anh Phan Nhật Nam đã bỏ thời giờ ra để mà có thể ôn lại lịch sử của năm 1975 ngày 30 tháng 4 đưa đến việc đất nước Việt Nam bị rơi vào tay Cộng sản trong chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự. Xin quý vị tiếp tục theo dõi phần tới, và chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị, và cảm ơn anh Phan Nhật Nam. Vâng, kính chào cô Thu Nga, xin kính chào quý khán giả sẽ tiếp tục câu chuyện của 43 năm trước.